Xin chào quý vị và các bạn. Trong 2 ngày sắp tới, thời tiết tại Bắc Bộ vẫn duy trì kiểu không mưa, ngày nắng và khá khô hanh, với độ ẩm ban trưa giảm thấp. Vào trưa chiều thì trời nắng và nhiệt độ tăng nhanh lên mức nhiệt từ 20 đến 22 độ, mang lại cảm giác khá ấm áp. Nhìn chung thì thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và các hoạt động ngoài trời của quý vị và các bạn. Tuy nhiên, vào đêm và sáng thì quý vị cần phải mặc thêm áo ấm để bảo vệ sức khỏe, vì trời tiếp tục rét sâu với nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giữ ở mức nhiệt từ 10 đến 13 độ trong ngày 30 và cũng chỉ tăng nhẹ lên từ 1 đến 2 độ trong ngày 31 tháng 12. Đến ngày Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 thì không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông nên nhiệt độ thì tiếp tục tăng thêm khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Tuy nhiên thì trời sẽ không còn khô hanh mà trở nên ẩm ướt hơn. Vào đêm và sáng thì trời chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Riêng với khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc thì có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao. Ở tại khu vực miền Trung, vào ngày hôm nay thì mưa xảy ra rải rác tại khu vực Trung Trung Bộ với lượng mưa không nhiều. Từ đêm nay thì nhiễu động trong đới gió đông trên cao được thiết lập sẽ gây mưa cho khu vực Nam Trung Bộ. Một số nơi xuất hiện mưa vừa mưa to. Sang đến ngày mai thì vùng mưa lớn sẽ lan ra cả các phần phía Bắc đến khu vực Quảng Bình, đặc biệt là tại các tỉnh từ Huế trở vào cho đến Khánh Hòa thì sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi có mưa rất to và dông. Mưa lớn có khả năng sẽ duy trì đến hết ngày 31 tháng 12, phải sang đến ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì mới giảm dần về lượng. Vì thế mà người dân khu vực này cần phải hết sức đề phòng, lũ có khả năng sẽ lên lại trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trong ngày hôm nay, tại khu vực này trời phổ biến vẫn ít mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, trong 3 ngày sắp tới do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên khả năng thì sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung chủ yếu ở phần phía Bắc và khu vực phía Đông của Tây Nguyên. Do có mưa cộng với ảnh hưởng của không khí lạnh mà nhiệt độ tại Tây Nguyên thì giảm thấp với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 23 đến 25 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, 3 ngày sắp tới tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 29 đến 31 độ. Riêng ngày 31 tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì có khả năng xuất hiện mưa rào nhưng mà cũng kết thúc khá nhanh. Lưu ý là vào đêm và sáng các tỉnh miền Đông Nam Bộ như tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, thậm chí cả thành phố Hồ Chí Minh, trời se lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ chỉ dao động từ 20 đến 22 độ. Chuyển sang với các thông tin thời tiết trên biển. Trong những ngày sắp tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh thì khu vực Bắc Biển Đông và phần phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, gây biển động, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Khoảng từ trưa chiều ngày 1 thì gió hoạt động giảm dần và vùng gió mạnh chỉ còn tập trung ở tại khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong khi đó, thì phần phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc chỉ hoạt động ở vào mức cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, trong ngày 30, ngày 31 thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là 2 ngày tới, Bắc Bộ trời hanh khô, rét sâu về đêm và sáng. Từ ngày 1 thì độ ẩm không khí tăng, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Còn tại khu vực Trung Bộ thì sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, đề phòng lũ lên trên các sông suối. Bản tin thời tiết cuối ngày 29 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.